Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mẫu xe tới từ Thụy Điển, vâng, Volvo XC60 T8 Recharge bản năm 2023. Có thể nói về cái thiết kế bên ngoài của XC60 Facelift này không có quá nhiều cái sự thay đổi, mà cái sự thay đổi lớn nhất ấy, nó nằm ở cái phần động cơ. Khi chiếc xe này sử dụng thêm cái bộ pin nó lớn hơn, công suất lớn hơn cái bản XC trước. Tức là với cái pin này thì xe có thể di chuyển với pin nó được khoảng 70-80 km. Còn với bản trước thì đâu đó khoảng 40 thôi. Đó. Và chính vì vậy khi mà sử dụng pin dung lượng lớn cùng với động cơ nó thay đổi thì tổng công suất của chiếc xe này nó đã thay đổi và nó lên tới là 462 mã lực. Và cái chỉ số mô men xoắn cực đại là 709 Nm. Những cái chỉ số này hầu hết chúng ta đều chỉ thấy trên những cái kiểu như các mẫu kiểu Porsche Turbo này, rồi hay là những cái mẫu siêu xe kiểu như Lamborghini hay là Ferrari. Với cái mẫu xe mà có trị giá từ khoảng 2-3 tỷ thì cái vật liệu nhẹ cứng được dùng rất nhiều. Ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái nắp capo này, nó rất là nhẹ, nó to rất là nhẹ và khi đóng vào nó khớp rất ngọt. Các bạn sẽ thấy sẽ không có tấm cách âm cách nhiệt đây nữa bởi vì nó đã tích hợp vào đây rồi. Đó. Và các bạn để ý rằng đây này, đây là động cơ xăng và đây là bộ inverter. Động cơ điện của chiếc xe này là đặt ở trên cầu sau. Và cầu sau là dẫn động 100% là điện. Cầu trước là dẫn động bằng động cơ xăng. Kết hợp lại ta có mẫu xe plug-in hybrid. Đấy, mình xin phép đọc một cách dân dã như vậy. Với cái việc ứng dụng kết hợp như vậy thì cái giá trị mình nhận lại được đó là sự tiết kiệm nhiên liệu, đó là cái trải nghiệm nó mượt mà hơn và cái độ bốc, cái độ tăng tốc của nó cũng tốt hơn. Bởi vì như các bạn đã biết rồi, động cơ điện thì nó sinh moment là tuyến tính, nó rất êm và nó rất mượt và cái moment quay của nó cũng rất là lớn. Và một cái yếu tố nữa nó là tức thì đây các bạn có thể thấy rằng là cái cổng sạc này sạc chậm thôi, nhưng nếu chúng ta hàng ngày về chúng ta cắm vào chúng ta sạc thì mỗi ngày chúng ta đi trong phố mà chỉ đi làm bình thường, có khi bật sang chế độ dẫn động bằng điện thì không tốn giọt xăng nào. Đấy là cái sự khác biệt ở trên cái XC60 sử dụng cái T8 Recharge. Cấu trúc của các cái dòng xe Volvo mình đánh giá thường khá là cao khi mà họ sử dụng cái nền tảng treo. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy này, thì đây là các cái xương đòn kép, và nếu chúng ta gõ vào cái phần sàn thì cái phần thép nó rất là dày. Chính vì vậy những cái mẫu xe này nó thường mang lại cái khả năng cách âm tốt và cái độ ổn định động học, và khi chúng ta chuyển hướng, khi chúng ta đi vào thì nó khá là tốt. Về cái lốp thì những cái mẫu xe kiểu như này đều là lốp Pirelli này, Pirero, cái cấu trúc là mâm 19. Cái độ dày của cái thành lốp rất là nhiều, cho chúng ta có thể đi đa địa hình cũng khá là tốt ạ. Mẫu xe này thì có giá là 2.890.000.000. Đấy, giá mới 100%. Còn chiếc xe này thì mình mượn của ông bạn ông Hùng bên chỗ H-Auto. Mình không biết là bán giá bao nhiêu luôn. Nhưng xe này sẽ lướt thì vậy. Những cái mẫu xe Volvo từ XC60 trở lên thì bạn sẽ nhìn cái tay đòn dưới, cái hệ càng này nó rất to, nó rất dày. Đấy, và cái thanh cân bằng trong cái dàn treo của nó cũng khá là khác biệt. Cái cấu trúc này cũng là một cái cấu trúc đặc biệt. Đa cốp mở cửa mình cảm biến bật lên. Cốp khá là rộng. Cái không gian cốp của XC60 rất rộng. Đây cái sạc này các bạn. Đấy, chịu khó cắm thôi. Mỗi ngày có 70-80 cây là đi không tốn xăng. Bây giờ có lẽ là cái hứng thú với mình nhất ấy là mình sẽ chạy thử cái mẫu xe này. Rồi, đầu tiên chúng ta nói về gì nhỉ? Đồ bốc đi. Bởi vì về cấu hình động cơ của chiếc xe này là plug-in hybrid và tổng công suất đó là 462 mã lực và mô men xoắn cực đại nó 709. Nếu mà xe so với những cái mẫu xe phổ biến như GLC này gì thì cái chỉ số nó coi như là gần gấp đôi hết rồi. Đấy. Thế vì chính vì vậy ấy là nếu mà về độ bốc ấy thì xin thưa rằng quý vị các bạn rằng là cái XC60 nó bốc thôi rồi luôn. Đây, bạn sẽ nhìn này. Đấy. Nhức người luôn. Nó thực sự là nhức người luôn đấy. Những cái chỉ số đó là nếu như chúng ta nhìn trên những cái mẫu xe kiểu như là Porsche Cayenne Turbo này, rồi là 911 này,
rồi là những cái dòng thậm chí như là Ferrari, Huracan, rồi là Lamborghini, những cái dòng siêu xe ấy, thì mới có được những cái chỉ số đó. Còn trên những cái bản thương mại sử dụng đời thường như này mà có được như vậy thì chính là nhờ cái gì? Pin và động cơ điện. Thì pin rồi, như chiếc xe này so với cái bản trước ấy thì là cái công suất nó tăng lên, và đặc biệt là cái quãng đường nó cũng tăng lên gần như là gấp đôi. Trước là khoảng hơn 40 thì bây giờ là khoảng 70-80. Và chỉ số công suất tăng, mô men xoắn cũng tăng, và cái giá trị mang lại ấy, nó vừa bốc. Nhưng bốc, đúng không? Chạy bốc, chạy nhanh thì thông thường là tốn nhiên liệu hơn. Nhưng đây chạy bốc, chạy nhanh lại có khả năng là gì? Tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đấy là gì? Nhờ công nghệ về điện, pin và động cơ điện. Đó, nếu bạn cắm sạc đầy đủ hàng ngày, bạn có khoảng 70-80 km di chuyển, bật cho mình sang chế độ driving là... Đây các bạn chơi mình xíu, driving. Ây da, pew. Được chưa? Đó, hoặc hybrid cũng được. Thì cái mức nhiên liệu nó giảm đi rất là nhiều. Đây mình bật pew cho các bạn xem. Đủ pin không? Gần đầy pin này. Có thể đi được 58 cây này, pew. Ồ. Đến bây giờ thì bạn gì? Bạn lái một cái mẫu xe điện rồi. Đây đây, tôi đang đi mẫu xe điện mà. Và trên cái đồng hồ công tơ mét này này ấy, là bạn chỉ thấy cái chỉ số về power, chứ nó không phải là vòng tua nữa. Đó, bật lên, nó vẫn là động cơ điện. Tôi đang lái một mẫu xe điện tại cái thời điểm này. Đấy là sự khác biệt trên XC60 so với phần còn lại, bao gồm GLC, bao gồm Macan, bao gồm là X3, bao gồm là Audi A5, vân 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 vân. Chứ không gì riêng gì là GLC cả. Và ở đây các cái khẩu vị ta có thể chọn được. Bởi vì tôi là một mẫu xe cái gì crossover mà tôi muốn off-road nhẹ nhẹ, tôi chuyển sang off-road. Đó. Thì trên đồng hồ này nó lại biến thành gì? Là đồng hồ công vòng tua. Đã là off-road là gì? Tôi dùng động cơ xăng cho bạn thôi, điện chỉ là phụ. Đó. Hay là chuyển sang bây giờ mình chuyển sang hybrid đi, thì lại về đồng hồ power. Và có cái gì khác ở cái chế độ này? Khi bạn đạp lên, bạn nhả thì là gì? Chuyển sang chế độ charge gì? Tức là nó lại sạc tái tạo lại cho cái phanh tái tạo, nó sạc ngược lại cho cái phần pin. Đó. Thì đấy là cái giá trị lớn nhất trên cái T8 Recharge này. Còn nói về ở độ cách âm thì thực sự là mình thấy rằng là cái Volvo XC60 này cách âm phải nói cực kỳ tốt, rất tốt luôn. Đấy. Còn dàn treo, dàn gầm thì nếu như bạn nhìn thì đều là xương đòn kép, nó đẩy cái tâm lái vào giữa bánh xe. Đấy, chính là mình có thể tăng cái camber lên, làm camber âm hơn. Đấy. Đấy, tăng cái trải nghiệm lái, và hơn nữa mình có cơ hội mình bẻ được cái góc lái nó tốt để giảm cái bánh cái bán kính quay vòng đi. Và cái phản ứng của vô lăng, nói chung là phản hồi mặt đường khá là tốt trên mẫu xe này. Đấy. Mẫu xe này nếu như mà chúng ta bật thêm chút âm thanh trên cái Bauer Wiking, bạn có thể dùng này sao, và bạn chọn các cái dòng nhạc phù hợp, đấy, concert hall hay ra, thì phải nói là rất là hay. Chạy cực sướng, sướng thật. Đó. Và một cái giá trị nữa trên cái XC60 này là bạn luôn có cái hệ thống ADAS, hệ thống hỗ trợ lái đây bạn. Đó, bạn bấm dùng rất là dễ. Thì cái đó cái dùng khi nào? Khi mà chúng ta đi những cái đường cao tốc, vạch chỉ làn, mọi thứ nó rõ ràng, vân vân, thì chúng ta dùng, chúng ta hỗ trợ để kiểm soát cái khoảng cách với xe phía trước một cách an toàn, hỗ trợ cho cái xe luôn luôn nằm ở trong cái làn. Đấy, để tránh những cái xảy ra những cái rủi ro đáng tiếc. Thì đấy là cái giá trị của những cái công nghệ hỗ trợ lái an toàn nó mang lại. Ngoài ra thì đối với cái bản XC60 T8 Recharge 2023 này có một số cái khá là hay. Ví dụ như là bạn sẽ có thể thấy là cái hệ thống điều hòa là có cả lọc bụi mịn, lọc không khí về trong. Không khí trong xe nó luôn luôn là thơm mát. Đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Là kết nối CarPlay, là kết nối CarPlay không dây các bạn ạ. Ok. Còn về cách thiết kế không gian xe thì nó cũng rất là mộc mạc thôi. Cũng rất là quen thuộc trên những cái mẫu xe Volvo. Đây. Những cái bề mặt này, gỗ này, nó rất là mộc đây. Và cái cần số là cần số Audi Force. Đó.
các cái tính năng thì đầy đủ, và cái cách thiết kế của Volvo ấy là gì? Là họ tối giản lại. Đấy. Nếu như so với cái mẫu xe mà thiên hướng thể thao là bạn phải gì? Bạn phải có một cái nút vật lý, bạn bấm chuyển drive mode đúng không? Không, nhưng ở đây là bạn nên chọn trước, bởi vì bạn chỉ chọn như trên màn hình cảm ứng được thôi. Bạn mất 1 này. Đúng chưa? 1 này. 2 này. 3 bước bạn mới chọn. Kia bạn gẩy phát là có thể sang rồi. Đấy, Sportstorno, Sport Plus gì đấy. Nó hơi khác, bởi vì Volvo dù sao vẫn hướng tới cái sự cân bằng và có gì đấy nó tĩnh hơn một chút. Đấy, nó đầm, nó thắm, kiểu là như vậy. Ok, một số cái mình đánh giá khá là cao trên chiếc xe này đấy là da rất là đẹp, mùi dễ chịu. Đó, cửa sổ trời và các cái tiện ích là sử dụng cũng như giải trí rất là đầy đủ. Và đây là một trong những cái trải nghiệm có thể nói là cũng thoải mái hết ga với cái mẫu XC60 T8 Recharge này. Và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.